cái mục rất quan trọng, đó là góc giữa hai vectơ trong không gian. Chúng ta thử xem trong không gian thì góc giữa hai vectơ có khác biệt gì so với ở trong mặt phẳng hay không. Chúng ta có định nghĩa như sau. Trong không gian, người ta cho hai vectơ u và v là hai vectơ khác với vectơ 0. Nhá, đây là d vectơ u này. Đó. Đây là vectơ u trong không gian nhá, đây là vectơ v. Hai vectơ u và v là hai vectơ khác không. Ta lấy một điểm A bất kỳ ở đâu cũng được nhá. Đây là điểm A này. Đó, đây là điểm A nhá. Gọi BC là các điểm sao cho vectơ AB bằng vectơ u. Nào, vectơ AB bằng vectơ u. Đấy, đây là vectơ AB bằng vectơ u. Rồi. Và vectơ AC bằng vectơ v. Vectơ AC bằng vectơ v. Đây, B lệch một chút rồi đây. Đấy, đây là B. Đây là C nhá. Đấy. Thế thì khi đó góc giữa hai vectơ u và v được gọi là góc, nó bằng góc BAC. Với BAC này là phải là góc lớn hơn hoặc bằng 0 và nhỏ hơn hoặc bằng 180 độ. Đấy, như vậy là góc của hai vectơ trong không gian thì cũng được định nghĩa giống hệt như là góc của hai vectơ ở trong mặt phẳng nhá. Nó từ cái một điểm A bất kỳ ta dựng hai cái vectơ lần lượt bằng hai vectơ uv thì khi đó góc giữa hai vectơ uv chính là góc BAC ở trong hình này. Được chưa nào? Nhớ là góc này sẽ là góc lớn hơn bằng 0, nhỏ hơn bằng 180 độ. Rồi. Rồi chúng ta tìm hiểu mục tiếp theo, đó là tích vô hướng của hai vectơ trong không gian. Thì tích vô hướng chúng ta biết công thức rồi nhá. Vectơ u nhân vectơ v bằng độ lớn của vectơ u nhân độ lớn của vectơ v nhân cos góc xen giữa hai vectơ u và v. Đấy, thì cũng giống hệt như ở trong cái mặt phẳng thôi nhá. Từ đây nếu mà từ biểu thức này chúng ta có thể rút ra được cốt góc giữa hai vectơ bằng tích vô hướng chia cho tích độ dài. Đấy, cái điều này rất quan trọng, chúng ta cần lưu ý đấy. À, tiếp tục chúng ta sang mục số 2, đó là góc giữa hai đường thẳng. Thì góc giữa đường thẳng này nó sẽ khác biệt so với lại ở trong mặt phẳng, vì ở trong không gian còn có những trường hợp là hai đường thẳng chéo nhau nhá. Hai đường thẳng đấy có thể không cùng nằm trong mặt phẳng. Như vậy chắc chắn nó sẽ có sự khác biệt nhiều so với lại ở trong mặt phẳng nhá. Rồi chúng ta tìm hiểu này. Góc giữa hai đường thẳng A và B trong không gian là góc giữa hai đường thẳng A phẩy và B phẩy cùng đi qua một điểm và lần lượt song song với AB. Đấy, này, đây này. Người ta cho đường thẳng A này, cho đường thẳng B này, được chưa nào? Đấy, từ một điểm O bất kỳ ta sẽ có cái đường thẳng, một đường thẳng song song với A và ta dựng một đường thẳng song song với B. Như vậy ta gọi đấy là đường thẳng A song song với A phẩy nhá. B A phẩy song A và B phẩy song song với lại B nhá. Thầy nói lại này, cho hai đường thẳng A